Đề án hướng tới giảm giống gieo xạ dưới 70kg một hecta, giảm 30% vật tư nông nghiệp có nguồn gốc hóa học và giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống. 1 triệu hecta lúa tham gia đề án phải áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững, các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như 1,5 giảm hoặc tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững SRP và được cấp mã số vùng trồng. Lượng gạo xuất khẩu trong đề án chiếm trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng. Từng bước tổ chức lại hệ thống sản xuất theo tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong giảm phát thải khí nhà kính. Giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2025 tập trung củng cố cơ sở dữ liệu từ 180.000 hecta lúa sẵn có của dự án VNSAT, thí điểm cấp tín chỉ carbon cho những vùng lúa đạt chuẩn, củng cố các hợp tác xã, chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến 2030 sẽ xác định cụ thể khu vực để phát triển thêm 820.000 hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải mới ngoài dùng dự án VNSAT. Đề án đưa ra 4 nhiệm vụ ưu tiên là nâng cao năng lực cho hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia đề án, chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, chương trình hiện đại hóa hạ tầng sản xuất cho 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và chương trình thí điểm chi trả carbon. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, đừng xem đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao này là của chính phủ, của ngành nông nghiệp mà là của tất cả mọi người để từ đó có sự cộng hưởng, thực hiện hiệu quả. Việc ban hành đề án nhận được sự hưởng ứng của nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Miền Tây cuối mùa nước nổi, đền cánh đồng Thường Thới Tiền ở huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là nơi hiếm hoi đang còn lúa chưa thu hoạch. Lúa thu đông muộn, thời tiết bất lợi, nhưng nhờ xạ thưa, bón phân cân đối theo hướng 1,5 giảm nên hạn chế được phần nào áp lực sâu bệnh. Lúa đang cong trái me, nhiều thương nhân đặt cọc hơn 9.000 đồng một ký, nông dân rất phấn khởi. Biết thông tin đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao vừa được thông qua, nông dân ở đây càng vui hơn và kỳ vọng có thể tiếp tục nâng cao giá trị từ làm lúa an toàn, chất lượng. Còn khi mình xả thưa thì vừa chét với con cái thì gãy như mẹ con nó đồng đều nhau vì chỗ cái năng suất mình nó cao hơn. Vì chỗ đó mà mình đối với cái chuyện mà mình với kinh tế ngày nay thì so với 1 triệu hecta của đồng bằng sông Long mình á, thì áp dụng cái này là nó rất là hiệu quả. Nông dân ở địa phương này năm nay giờ thấy cái mã lúa này thì cực kỳ rồi, bởi vì nhờ có thuốc là 1-2, nhờ cái giá cả thị trường nó có thì kể như là nông dân năm nay là trúng giá đi, rồi trúng mùa thì cái là chắc ăn. Ngoài tỉnh Bến Tre, đề án được triển khai tại 12 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Hậu Giang hơn 180.000 hecta sản xuất lúa mỗi năm, sản lượng khoảng 1.200.000 tấn, năng suất trung bình đạt khoảng 6,8 tấn một hecta, cơ cấu giống lúa chất lượng cao hơn 95%. Hơn 7 năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tích cực thực hiện đề án VNSAT tại 32 xã phường trên diện tích hàng ngàn hecta. Đề án nông nghiệp bền vững, chương trình khuyến nông thực hiện hàng năm góp phần thay đổi rõ nét tư duy sản xuất lúa của người nông dân theo hướng an toàn, chất lượng. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành nông nghiệp và người nông dân tỉnh Hậu Giang tiếp tục tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao nhằm tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 được thông qua, tạo làn gió mới và được người nông dân đón nhận nhằm đưa sản xuất ngày càng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm được lượng khí methane gây hiệu ứng nhà kính, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân tỉnh Hậu Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.